Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn ở 6 bộ môn thi đấu tại Hội thể dục thể thao ngành ngân hàng lần thứ 15 năm 2023 đã diễn ra thành công. Đại hội năm nay có sự tham gia của 13 đoàn, gần 400 vận động viên là cán bộ viên chức người lao động công tác tại các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô M7 đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Với sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, lực lượng, đại hội diễn ra đã thành công tốt đẹp công tác tổ chức đại hội đảm bảo về mặt chuyên môn đúng luật điều lệ và các quy định của ban tổ chức chương trình thi đấu của các môn thể thao sắp xếp khoa học hợp lý hiệu quả bảo đảm chất lượng chuyên môn các cuộc tranh tài diễn ra hấp dẫn đúng với tinh thần thể thao đoàn kết trung thực cao thượng qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành là sân chơi lành mạnh bổ ích nhằm nâng cao thể chất trao dồi sức khỏe cho đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động của ngành kết thúc đại hội ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba cho các vận động viên tham gia đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu như cầu lông bóng bàn quần vợt cờ tướng bóng chuyền hơi và bóng đá và trao giải nhất toàn đoàn cho ngân hàng agribank sơn la giải nhì toàn đoàn cho bidv sơn la giải ba toàn đoàn cho việt tiên banh sơn la